khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 8. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 23. Bình Phước tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Năm học 2024-2025, huyện Bù Đốp đầu tư mới 90 phòng học mới. Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 2024, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các bộ ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 55 năm, song bản di chúc của người luôn là nguồn sáng dẫn đường, soi rọi cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta vững vàng tiến bước trên hành trình cách mạng. Thực hiện di chúc của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho những thành tựu phát triển to lớn hơn nữa trong giai đoạn mới, sớm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Còn tại Bình Phước, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, sáng nay Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ. 79 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã thành kính thắp từng nén hương thơm trên phần mộ các liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chương trình được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa 11 chiều nay đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 nhằm thông qua nội dung điều chỉnh cơ cấu nhân sự khóa 11 Đảng bộ tỉnh, nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền đồng chủ trì hội nghị. Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có cơ cấu nhân sự 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại biểu đã bỏ phiếu thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều chỉnh nhân sự giảm ở khối địa phương để tăng một ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho khối xây dựng Đảng. Đối với quy chế làm việc của Tỉnh ủy đã được xây dựng và ban hành 3 lần. Đến nay có một số văn bản mới từ Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong quy chế làm
việc của tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở bỏ phiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh trong việc thống nhất cao việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự ban thường vụ tỉnh ủy, tạo thuận lợi trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với nội dung sửa đổi trong quy chế làm việc của tỉnh ủy, giao cho ban thường vụ tỉnh ủy tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện ban hành. Cũng trong chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền đồng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 10 năm qua, Bình Phước đã vận dụng, triển khai thực hiện, từng bước đưa nghị quyết 33 vào cuộc sống, phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều chủ trương trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ và xây dựng con người được ban hành, đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Đồng thời đã tập trung nhiều nguồn lực và gắn kết, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội để xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh, xây dựng con người phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và xây dựng đảng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị trong thời gian tới, các cấp ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Trung ương và nghị quyết 14 của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Bình Phước năm 2030, định hướng đến năm 2045. Qua đó phát huy mạnh mẽ các đặc tính nổi trội là hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo và thực hiện các giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để con người Bình Phước phát triển toàn diện về các mặt đức, trí, thể, mỹ. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước sáng nay đã tổ chức hội nghị trao đổi học tập về liên kết chuỗi giá trị, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Hợp tác xã Nông nghiệp. Dự hội nghị có trên 130 đại biểu đến từ cơ quan thường trực phía Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Đắk Nông, An Giang, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh. Hội nghị là dịp để các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh cùng các đối tác gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sự liên kết, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, tạo cầu nối giữa các đơn vị kinh tế tập thể, hợp tác xã với các đơn vị quản lý nhà nước, cùng thảo luận tình hình liên kết, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện nay. Hội nghị đã tiến hành ký kết các chương trình, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với các doanh nghiệp, ký kết các chương trình, biên bản ghi nhớ hợp tác trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các hợp tác xã, giữa hợp tác xã với công ty doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước, chia sẻ các gói dịch vụ cho vay đối với hợp tác xã nông nghiệp và thành viên hợp tác xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn số 3508 về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, động viên các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, rà soát và bố trí quỹ đất trồng cây, trồng rừng, chuẩn bị đủ cây giống đảm bảo chất lượng để thực hiện trồng cây xanh. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội hóa, chủ động cân đối bố trí vốn ngân sách địa phương, kết hợp thực hiện lồng ghép các chương trình dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2024 trên địa bàn. Chuyển sang thông tin văn hóa giáo dục. Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2023-2024 và triển khai chương trình năm học 2024-2025. Năm học vừa qua, toàn tỉnh có trên 12.300 học sinh, sinh viên được hỗ trợ với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hiệu quả các phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt. Đã có 3 đội viên được Hội đồng đội Trung ương tuyên dương chiến sĩ nhỏ Điện Biên, 2 đội viên xuất sắc tiêu biểu được trao tặng giải thưởng Kim Đồng. Hội đồng đội tỉnh Bình Phước đã được Hội đồng đội Trung ương tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã trao cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024 cho đơn vị thị đoàn Bình Long, trao cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024 cho đơn vị hội đồng đội huyện Đồng Phú và trao nhiều bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trân Thành Nguyễn Thị Hải Vân cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành của thị xã sáng nay đã đi thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu và đón chào năm học mới 2024-2025. Tại trường tiểu học Minh Hưng A, đoàn đã trao 100 phần quà, mỗi phần gồm 10 tập trắng, bánh Trung Thu và lồng đèn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tiếp đó, đoàn đã trao quà gồm 10 tập trắng và bánh Trung Thu cho 70 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số tại trường tiểu học Minh Lập và 30 em học sinh của trường tiểu học Minh Thắng. Nhận được những phần quà trước thềm năm học mới, các em học sinh vô cùng xúc động. Em rất vui và hạnh phúc khi được nhận bằng phần quà của các cô, các chú. Và em hứa, em cảm ơn và sẽ hứa là trong em học tốt để đền đáp và cảm ơn các cô, các chú. Con rất cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ cho chúng con những phần quà này. Con rất là cảm ơn. Con hứa sẽ chăm ngoan học hành. Toàn bộ kinh phí của chương trình trên 30 triệu đồng do Ủy ban Nhân dân thị xã, vận động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Song Long, Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ chính. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng khiếu REN cùng đồng hành tài trợ 100 lồng đèn Trung Thu. Không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp trong địa bàn Trân Thành mà cả các doanh nghiệp ngoài địa bàn để cùng chung tay chia sẻ và có những cái phần quà. Có thể là cái giá trị vật chất nó không nhiều nhưng chắc chắn nó chứa đựng rất nhiều những cái tình cảm, sự yêu thương của các cấp ủy, chính quyền cũng như là các doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành gửi đến cho các con. Thay mặt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường, cảm ơn và rất mong được nhiều cái sự hỗ trợ để các em có thể là cùng đến trường cùng với giống như các bạn có khác. Những phần quà trao đi hôm nay sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin để các em cố gắng hơn nữa trong học tập để đạt được kết quả tốt nhất trong năm học mới và đón một mùa Trung Thu ấm áp, yêu thương. Thưa quý vị, năm học mới 2024-2025, huyện biên giới Bù Đốp được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo số lượng học sinh và lớp học ngày càng tăng, qua đó góp phần đảm bảo chất lượng dạy và học ngày một tốt hơn. Năm học 2024-2025, huyện Bù Đốp có 25 trường 445 lớp học với 12.542 học sinh, từ mầm non đến trung học cơ sở, tăng 33 lớp, tăng 405 học sinh so với năm học 2023-2024. Trong đó, bậc mầm non tăng 3 lớp, khối tiểu học tăng 23 lớp và bậc trung học cơ sở tăng 7 lớp. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho nhu cầu dạy và học, trong năm học mới này, Bù Đốp đã đầu tư xây dựng mới 90 phòng học. Bên cạnh đó, huyện cũng đã bố trí nguồn vốn 7 tỷ đồng, mua sắm tập trung bổ sung các phòng lab, phòng tin học tại các điểm trường. Còn trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các trường, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã giao phòng tài chính, thẩm định để bố trí theo lộ trình phù hợp với nguồn kinh phí địa phương. Cũng như nhiều địa phương khác, thiếu giáo viên ở các cấp bậc học vẫn luôn là nỗi lo đối với ngành giáo dục huyện biên giới Lộc Ninh khi ngày tựu trường năm học mới 2024-2025 đang đến rất gần. Năm học 2024-2025, huyện Lộc Ninh có 48 trường ở 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, dân tộc nội trú. Qua rà soát, các trường trên địa bàn hiện còn thiếu 99 giáo viên, bao gồm 24 giáo viên mầm non, 50 giáo viên tiểu học và 25 giáo viên trung học cơ sở. Cơ bản là giáo viên hiện nay cũng chưa đủ theo tỷ lệ, nhưng mà nhà trường đã linh hoạt vặn hợp đồng thêm một số giáo viên, cho nên là cũng đáp ứng được cái điều kiện để giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tình trạng thiếu biên chế, khó tuyển dụng giáo viên chưa được giải quyết dứt điểm thời gian qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đang được triển khai rộng khắp hiện nay.